Xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đây gọi là máy phát điện của xe Toyota Vios 2008-2010. Trên tay em đang cầm để giới thiệu tới mọi người, đây là cái máy phát hàng bãi. Đấy là theo miền Bắc chúng em gọi, hoặc có thể nhiều anh em có thể gọi là second hand. Các bác nghe này, bi của máy phát rất là êm luôn. Theo em nghĩ thì với cái tầm giá mà dưới 2 triệu, anh em dùng hàng bãi này rất là ok. Vì đây bãi là, các bác nhìn này, bãi nguyên bản luôn, tất cả chưa được sửa chữa một cái gì. Đây là con này là trước khi em giao cho khách thì bên em đã kiểm tra thử rồi. Còn đấy. Dòng này là dòng đời cũ nên là giác điện của nó là 4 giác kim các bác nhé. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hoặc là giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là 0366495112, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số điện thoại là 0856727222. Đây em sẽ quay lại một lần nữa cho mọi người xem tổng thể của nó này. Tất cả vỏ này còn khá là ok. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có thể tham khảo sản phẩm, link em để ở phần mô tả. Em xin chào ạ.